Tiên tri khẳng định, Đinh Mão 1987, Phật trời che chở hộ trì, tài lộc thăng hoa, phát tài mạnh nhất trong 3 tháng tới. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, người xưa có câu trời sinh hữu mệnh phú quý tại thiên. Sinh ra mỗi người đều có mỗi một số mệnh riêng, và trong cuộc sống có từng thời điểm may mắn và vận hạn là khác nhau. Khi thời vận không thông thì mưu cầu chỉ là vô ích. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sướng từ trong trứng nước sướng ra, đẻ ra đã vượt qua vạch đích, ở nhà lầu đi xe hơi, suốt ngày đi du lịch, ăn nhà hàng, cuộc sống sung sướng có kẻ hầu người hạ. Nhưng thời vận thay đổi, vận đen ập tới, tiểu nhân bám giết của là rủ nhau mà đội nón ra đi. Có khi còn tán ra bại sản mang nợ cả đời và sống trong cảnh nhục nhã, bần hàn. Có người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong những gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời phải lam lũ, khổ sở. Nhưng khi thời vận thay đổi, phúc khí tràn vẹn, được quý nhân tương trợ, may mắn liên tiếp, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, trúng lớn, giàu to, tiền tiêu không thiếu, nhà cửa cao sang và vàng bạc chất đống, đất đai nhiều vô kể, nắm trong tay một gia sản kếch xù. Trong chương trình ngày hôm nay, KB Tử Vi muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong 3 tháng tới. Liệu vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của người Đinh Mão sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp của người tuổi này gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. 1. Tổng quan về cuộc đời và vận trình tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, năm 2024 âm lịch. Số này cốt cách ngang tàng, lưu trong lửa đỏ lâu tàn mau nguôi. Giận ai không thể giận lâu, ai tới năn nỉ nắm tay dịu hiền. Xin lỗi bạn chớ có phiền, ít bữa rượu ngọt có tiền cũng đưa. Số nhờ biết được nhiều nghề, cho nên doanh nghiệp tự nhiên có hoài. Ra ngoài kẻ mến người thương, kết bạn phản phúc họ quên ơn mình. Thương người giúp đỡ của tiền, ăn rồi quẹt mỏ phản liền theo tay. Hậu vận nhờ đặng cháu con, tiền vận lao khổ chẳng bằng vận sau. Quý vị thân mến, Đinh Mão thông minh linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy nên Đinh Mão 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Cuộc đời tuy qua những lúc thất bại khó khăn nhưng sẽ được hưởng hậu quả tốt đẹp. Công danh chỉ được sáng tỏ một thời gian ngắn ngủi rồi tắt phụt. Công danh không được lên cao mà chỉ ở vào mức độ trung bình. Về gia đạo được yên hòa vào tuổi 36 trở đi, có ít nhiều sóng gió trong cuộc đời nhưng không đến nỗi mãnh liệt lắm. Tóm lại, về gia đạo được vẹn toàn, công danh nằm trong vùng bóng tối không có cơ hội để phát triển được và cũng không được lừng lẫy cho lắm. Sự nghiệp có vài thành công, nhưng mức độ thành công không hoàn toàn theo dự tính và ý định của bạn, tiền bạc hay thiếu hụt. Dù rằng bạn cố sức tạo lấy nhưng không bao giờ nắm lấy cơ hội tạo nên một sự vĩ đại cho sự nghiệp và tiền tài. Phải qua tuổi 40 hay 41 thì tiền tài mới có phần chắc chắn và thâu nhiều kết quả tốt. Công việc không thuận lợi, làm gì cũng một thân một mình. Khuyên gia chủ Đinh Mão trong những tháng còn lại của năm cần hết sức dè chừng. Đi đứng cẩn thận kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Một năm gặp nhiều cản trở như vậy nên vận trình của Đinh Mão chẳng mấy tươi sáng. Chắc hẳn anh chị Đinh Mão cũng đang rất ưu tư, buồn phiền lo nghĩ cho số mệnh của mình thời gian tới đúng không ạ? Hôm nay, chúng tôi ở đây để giúp đỡ anh chị,
đưa đến tin rất vui cho anh chị bởi theo những luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi thì trong 3 tháng tới đây, những người tuổi Đinh Mão được sao tốt chiếu mệnh. Nếu nắm bắt được cơ hội hiếm có này, không những có thể phát huy được hết điểm mạnh trong làm ăn mà còn gặp được quý nhân phù trợ, khiến cuộc sống của bản mệnh hanh thông, tài lộc ập đến bất ngờ, tiền tiêu 3 đời không hết. Vậy làm thế nào để người tuổi Đinh Mão nắm bắt được thiên thời và tránh những sai lầm đáng tiếc mà bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này? Xin mời quý bản mệnh theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết sau đây. 2. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong 3 tháng tới. Bước sang khoảng thời gian này, người tuổi Đinh Mão đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp, nhị hợp hậu thuẫn thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Đinh Mão trong thời điểm này sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo. Phong độ của Đinh Mão đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía người tuổi này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn nhưng bạn vẫn chỉ nên đầu tư nhỏ thôi bởi không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả. Nhưng bù lại nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rõ. Chuyện tình cảm của Đinh Mão sẽ vô cùng đáng nhớ trong thời gian này, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Đối với những người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ với người khác giới và từ đó có thể tìm thấy một nửa của mình. Sức khỏe ổn định khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, mỗi tháng vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin và cố gắng để vượt qua cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của KB Tử Vi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong 3 tháng tới, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.